Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình đây là một con dê. Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách cắt dán con dê này. Để làm sản phẩm này thì chúng ta cần chuẩn bị, thứ nhất là giấy thủ công, hai là một chiếc bút dán, thứ ba là một chiếc kéo, và cuối cùng là hồ dán.